Hôm nay các bạn, thì hôm nay chiều các bạn thì nhỏ em mình nó ra ở ngoài ngay cái sân cát các bạn, thì nhỏ em mình nó sẽ ca gửi tặng cho đến các bạn bài hát đó là Lục Bình Tím các bạn ơi. Mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm nha các bạn. Rồi bắt nhạc đi đi con trai. Hello. Oh, oh, oh.
bên đầu người rồi các bạn, thì mình cũng kết thúc chương trình hôm nay các bạn ơi. Mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí Là Cà Lâm Vlog nha các bạn. Bây giờ mình bye bye các bạn. Bye bye.